Sau hai mùa giải gắn bó, Messi đã bỏ theo dõi PSG trên Instagram. Siêu sao người Argentina vẫn tiếp tục theo dõi Barcelona, Newell's Old Boys, Manchester City và Chelsea. Messi có mối liên kết đặc biệt với Barcelona và Newell's, đội bóng thời thơ ấu của anh. Việc Messi bỏ theo dõi PSG có thể cho thấy mối quan hệ không còn mật thiết giữa anh và câu lạc bộ sau những sự cố gây tranh cãi với khán giả Parc des Princes mùa trước. Messi đã chính thức gia nhập Inter Miami. Siêu sao người Argentina đã ra mắt đội bóng mới tại sân DAVPNK vào ngày 16 tháng 7. Với hơn 479 triệu người theo dõi, tài khoản Instagram của Messi đứng thứ 3 sau tài khoản của chính mạng xã hội này và Cristiano Ronaldo. Trong một bức ảnh với tiền Argentina sau khi vô địch World Cup 2022, Messi nhận được hơn 75 triệu lượt like, trở thành ảnh được like nhiều nhất trên Instagram. Trước khi sang Mỹ, Messi đã thể hiện quyết tâm và tinh thần thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại Inter Miami. Dù muốn tránh sự chú ý, Miami vẫn có sự hiện diện nhiều người Argentina và người dân nói tiếng Tây Ban Nha.